Dạ em nghe anh, dạ. Rồi, tôi gọi cho anh bên công an điều tra thành phố Hà Nội, anh Hoàng nhá. Dạ. Thế đây là ngày hôm nay trình báo lên cơ quan, tôi cần chúng tôi hỗ trợ cái vấn đề là mình đang bị người khác mạo danh thông tin, anh hiểu chưa? Dạ. Thì bây giờ trước mắt tôi sẽ lập cho anh một hồ sơ để cho anh trình báo, anh hiểu chưa? Dạ. Thì bây giờ tôi sẽ tắt camera một chiều về để đề phòng làm việc tiếp với anh nhá. Dạ. Rồi, thì ở đây ấy, là trước khi vào lưu âm thì tôi có vài cái lưu ý anh nghe rõ và phối hợp cho tốt để tránh làm mất thời gian của tôi và anh. Cái lưu ý thứ nhất là khi bắt đầu lưu âm thì anh phải đảm bảo bên cạnh không có tiếng tạp âm, tiếng ồn quá lớn, đặc biệt là tiếng nói của người thứ ba xuất hiện. Vì nếu như có tiếng nói của người thứ ba thì đoạn băng lưu âm này sẽ mất tác dụng trước pháp luật, gây ảnh hưởng đến việc nhận dạng giọng nói của tôi và anh. Thì hiện tại là anh đang làm việc với tôi, anh đang ở đâu đây anh Hoàng? Em làm ở Sài Gòn ạ. À. Hiện tại là anh đang ở phòng của mình hay là chỗ làm việc hay là như nào đây? Dạ em đang ở phòng mình ạ. À. Là anh có đảm bảo là trong quá trình làm việc ấy, trong vòng 15 đến 20 phút thì không có tác động người thứ ba hay không? Dạ không ạ, à, em nay em ở nhà mình ạ. À. Em ở phòng trọ của Rồi. mình. Dạ. Cái lưu ý thứ hai là trong quá trình lưu âm này nó tiêu hao khá nhiều pin điện thoại. Anh kiểm Dạ. tra trên điện thoại mình có bao nhiêu phần trăm pin đây? Dạ em đang cắm sạc ạ. Này, hiện tại anh đang sử dụng điện thoại gì để tôi chọn tần số lưu âm cho tương thích với hệ điều hành của anh? Em dùng Samsung ạ. Rồi. Cái điều cuối cùng là điều quan trọng nhất mà anh cần lưu ý rằng cuốn băng lưu âm này có hiệu lực trước pháp lý. Vì vậy khi bắt đầu ghi âm, tôi sẽ hỏi anh một số vấn đề xoay quanh cái sự việc anh gặp phải. Tôi yêu cầu anh trả lời thành thật và chính xác nhé. Dạ rồi. Rồi. Bây giờ ta sẽ bắt đầu vào lưu âm. Dạ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội ngày 6 tháng 12 năm 2023. Tôi, Đại úy Trần Văn Hùng, số hiệu 389417, hiện tại đang công tác tại đội 11 phòng PC02, giúp đương sự báo án với hình thức lưu âm. Tôi yêu cầu đương sự nêu rõ họ và tên của mình. Dạ, Nguyễn Hoàng ạ. Ngày anh. 18 tháng 12 năm 1993. Số chứng minh nhân dân không được bằng bao nhiêu? 079. Không phải chín rồi. 093. 093 rồi. 142. 142 rồi. Có phải đồng chí muốn điều tra thông tin của công dân có số căn cước công dân 0790 9314 2842 có đúng chính xác hay không? Đúng chính xác thông tin của anh chưa? Dạ đúng ạ. Anh bật cái camera của mình lên đi. Báo cáo tổng bộ hoàn toàn chính xác. Anh mặc quần áo và làm gì đấy? Dạ em mặc quần áo bình thường em đi làm. Dạ. À, anh là công an ở đâu đây? Dạ em công an Sài Gòn anh ạ. À. Ừ, Anh ở tôi dân nhìn tỉnh mặt tôi nào? biết anh là tôi nhìn mặt anh tôi biết anh giỡn từ nãy rồi rồi mặt anh Được, được, được. Lập